Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với video mới của YouTuber Đức Trần Channel trong chuỗi video về khu vực Tây Bắc, cả vòng cung Tây Bắc từ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, Yên Bái. Kính thưa quý vị và các bạn, với những video trước đây thì quý vị và các bạn đã từng nghe Đức Trần Channel chia sẻ những cái thông tin cũng như hình ảnh về khu vực Tây Bắc này, về những người dân tộc thiểu số ở cái vùng này. Có thể nói rằng là lên tới khu vực Tây Bắc này thì người Kinh đã trở thành người dân tộc thiểu số, bởi vì hầu hết những khu vực Tây Bắc và Đông Bắc thì phần lớn là những người Mường, người Tày, người Nùng, người Thái, người Dao, người Mông, người ta sinh sống nhiều, còn người Kinh thì số lượng sẽ ít hơn. Chính vì thế thì chúng ta thường là tìm hiểu về những cái nét văn hóa, về đời sống, phong tục tập quán, ma chay, cưới hỏi, tập tục của họ. Thì với những video trước Đức Trần Channel đã có dịp chia sẻ với ta một vài chi tiết rồi, thì ở đây xin được nói thêm, bổ sung thêm để chúng ta có được những cái thông tin nó hoàn thiện hơn. Và dĩ nhiên là kiến thức là nó vô vàng, với sự hiểu biết của Đức Trần Channel nó là nó hạn chế thôi. Cho nên xin mời về các bạn cùng share, cùng like, cùng subscribe, cũng như là comment để góp ý thêm cho những cái phần thông tin của Đức Trần Channel chia sẻ nha. Như chúng ta biết rằng là để cái vực Tây Bắc này thì chúng ta người dân tộc chính đó là người Mường, người Thái, người Mông, người Dao, đó là những dân tộc chính ở cái vùng đất này. Và người Mường thì lại giống như người Kinh chúng ta, và giống như người Thái, tức là người ta dựa vô những cái dòng sông, nơi nào có sông suối thung lũng thì họ sinh sống và họ canh tác. Còn người Mông thì họ lại dựa vô núi đồi để họ canh tác, và họ có tục mà di cư, du canh du cư, và họ khai thác ở nơi đất đai màu mỡ, sau đó khi nó bị bạc màu rồi thì họ chuyển sang những cái vùng mới để họ canh tác. Cho nên là họ không ổn định tại một chỗ và họ có tục khai phá rừng nhiều hơn. Còn người Mường và người Thái thì họ dựa vào những cái thung lũng, dựa vào những con sông, con suối để họ canh tác. Và người Mường thì dựa vô cái người phụ nữ về cách trang điểm, chăm sóc thiêu thùa của cái cặp váy. Người Mông thì dựa vô cái trang phục họ về cái váy, cũng dựa vô cái cách thiêu thùa, chăm sóc về cái váy. Còn người Thái thì dựa vô chiếc khăn biêu. Đó là những cái nét đặc trưng của từng dân tộc. Chiếc khăn biêu đối với người Thái là một cái chiếc khăn rất là quý, cũng như là nó có cái ý nghĩa rất là sâu sắc, chứ không riêng gì một cái chiếc khăn bình thường. Chiếc khăn này nó có ý nghĩa về việc tâm linh và tinh thần, thì nó có chính cái ý nghĩa to lớn về cái chiếc khăn biêu. Trong đó có bốn cái ý nghĩa mà như là phổ biến thông dụng nhất. Thì ý nghĩa đầu tiên có thể nói rằng là đó là để chứng tỏ đó là một cái người trưởng thành. Khi một cái người nào đội chiếc khăn biêu có ý nghĩa là một cái người đã biết trưởng thành, biết tự dệt, tự thiêu thùa, may vá cho cái trang phục để làm đẹp cho mình. Bởi vì chiếc khăn biêu là một cái hình ảnh làm đẹp cho họ. Chính vì thế là họ đã có tự may vá thiêu thùa cho cái chiếc khăn để tự làm đẹp trang trí cho mình. Và cái thứ hai là chiếc khăn biêu nó có ý nghĩa về cái sự trưởng thành, là khi lập thành gia thất. Khi người đó lập thành gia thất, trưởng thành thì họ thường đội chiếc khăn biêu, cho nên là trưởng thành về mặt thể chất và trưởng thành về mặt tinh thần cũng như là về gia đình. Cái ý nghĩa nữa đó là chiếc khăn biêu cũng thể hiện lên cái sự thay thế cho những cái nón, những cái mũ mà để lo cho họ về cái che mưa che nắng. Chính vì thế là chiếc khăn biêu nó có ý nghĩa rất là to lớn. Và thêm một cái ý nghĩa nữa đó là cái chiếc khăn biêu cũng là thể hiện cho cái sự về vui buồn,
tức là khi có tăng ma chai ma đó thì người ta cũng dùi vào chiếc khăn bêu để người ta biết được cái người đó như thế nào. Bởi vì khi mà có ma chai đó thì chị em ở trong nhà mà chị em gái đó thì sẽ đội chiếc khăn bêu màu trắng, còn chị em dâu thì đội chiếc khăn bêu màu đen. Cho nên là chiếc khăn bêu nó có bốn cái ý nghĩa đặc trưng như thế. Ngoài ra thì thật ra tổng cái ý nghĩa của chiếc khăn bêu thì nó chín cái ý nghĩa là lớn lận, nhưng mà phổ biến thì có bốn cái ý nghĩa đó. Cho nên nó vừa thể hiện là cái tinh thần, vừa thể hiện là cái tâm linh khi người ta đội chiếc khăn bêu. Ngoài ra thì hình ảnh của người con gái Thái còn thể hiện qua cái búi tóc ở trên đầu. Bởi vì người Thái thì có hai nhóm, đó là Thái trắng và Thái đen. Thì người Thái đen có một cái tục lệ, đó là để chứng minh rằng người đó đã có gia đình thì họ sẽ búi cái tóc cao lên trên đỉnh đầu, đó là gọi là cái tàng cẩu. Và những người nào mà đã búi cái búi tóc tàng cẩu trên đầu thì người đó đã có gia đình. Chính vì thế là đó là những cái hình ảnh mà để thể hiện được cái người con gái đó tình trạng hôn nhân gia đình như thế nào, ra làm sao. Và chính vì thế thì người con gái Thái đen này đã được người mẹ dạy dỗ từ nhỏ. Từ khi nhỏ lớn lên thì đã được người mẹ của mình chỉ cách chăm sóc mái tóc của mình, gìn giữ mái tóc của mình cho sao cho thứ nhất là nó được ống, mượt, đen và dài. Chính vì thế những người con gái Thái ngay từ nhỏ đã để tóc dài rồi. Và để giữ được mái tóc và ống đen, mượt và dài vậy thì hàng ngày các người con gái Thái này họ phải gội đầu bằng nước vo gạo ngâm ủ chua. Họ phải ủ tóc của họ, tức là họ lấy cái nước vo gạo và họ ngâm chua, sau đó thì họ gội đầu để cho mái tóc của mình được đen, được bóng, mượt hơn. Và họ chăm sóc như thế, và đến khi mà họ lập thành gia thất thì họ sẽ được làm lễ búi tàng cẩu. Đây là buổi lễ rất là quan trọng của cuộc đời người con gái Thái đen. Bởi vì trong cuộc đời của người con gái Thái đen chỉ duy nhất một lần được búi tóc tàng cẩu, cũng như là một lần làm cái lễ tàng cẩu này thôi, chứ không được làm lần thứ hai. Nếu như ai đã được búi tóc rồi thì họ sẽ giữ cho đến suốt đời. Dù nếu như hai vợ chồng lỡ chẳng may mà người chồng mất sớm thì người vợ sẽ được xả búi tóc đó ra và để tang cho người chồng. Sau đó 1 đến 3 năm thì sau đó họ cũng phải búi cái tàng cẩu trở lại và sống về để tôn thờ chồng. Còn nếu như họ hai vợ chồng chia tay nhau, ly dị nhau thì người vợ vẫn phải búi với tóc tàng cẩu như là người chồng trước đây, chứ không được làm lễ búi tàng cẩu lần thứ hai. Cho nên có thể nói rằng đây là một cái buổi lễ rất quan trọng đối với người con gái Thái và có ý nghĩa rất là sâu sắc. Bởi vì như Đức Phật Tròn Channel vừa chia sẻ rằng là mỗi một người con gái Thái chỉ một lần trong đời duy nhất được làm lễ búi tóc tàng cẩu này thôi. Và đó là tục lệ vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay và vẫn còn phổ biến. Tuy nhiên đó chỉ là tục lệ được diễn ra giữa người con gái Thái lấy người chồng là người Thái, chứ không được áp dụng đối với người con gái Thái lấy người chồng là người Kinh. Cho nên khi mà chúng ta đến với cái vùng Sơn La, Điện Biên là có nhiều người Thái sinh sống, thì chúng ta sẽ gặp những cái người mà họ có chồng rồi nhưng mà họ không có búi tóc tàng cẩu. Đó là do là những người đó người ta lấy chồng không phải là người Thái.
thì họ cũng vẫn được sống bình thường như người Kinh chúng ta, không cần phải bước toàn cẩu. Và một điều rất là thú vị là khi những người mà sống theo truyền thống búi tóc tàng cẩu đó thì cái tàng cẩu đó đó nó rất là khó để chúng ta phải đội mũ bảo hiểm theo quy định của giao thông đường bộ của Việt Nam chúng ta. Cho nên ở trên khu vực này thì người dân người ta đã làm chế ra một cái loại mũ bảo hiểm mà có cái sợi dây nón nó dài hơn so với những cái nón bình thường. Nên là họ đội đó là một cách để hợp thức hóa, để hợp lệ khi mà họ di chuyển đường bộ, giao thông đường bộ thôi. Chứ thật ra không an toàn lắm, bởi vì nó liêu nghiêu ở trên, nó không có bảo vệ được cái đầu một cách an toàn. Và cũng có dịp, tức là cô Tòng Thị Phóng là một người mà xuất thân từ cái vùng đất này, cũng là một trong những người dân tộc Thái, cho nên là thấy được con hoàn cảnh đó thì có dịp là cô đã nhờ với bên thiết kế về nón bảo hiểm, họ đã thiết kế cái loại nón mà nó có cả cái núm ở trên, tức là cái núm chụp luôn cái búi tóc và bao bên dưới đó. Nhưng mà cái nón này hiện nay thì không được phổ biến, họ chỉ phổ biến nhất là những cái loại nón mà họ nới cái dây quai nón nó dài hơn so với những nón bình thường của các vùng miền khác. Thì cũng xin chia sẻ với toàn thể các bạn về cái văn hóa tục lệ đặc biệt của dân tộc người Thái, mà khi chúng ta đi về cái vùng đất Tây Bắc này là thấy nhiều nhất, về Sơn La, Điện Biên, thì chúng ta sẽ thấy được những người Thái búi tóc tàng cẩu, cũng như là cái cuộc sống sinh hoạt của họ so với những cái đồng bào dân tộc khác, và đặc biệt là hình ảnh chiếc khăn piêu về đặc trưng của người Thái mà chúng ta đã từng nghe bài hát chiếc khăn piêu, bài hát rất là nổi tiếng của vùng Tây Bắc này. Xin mời quý vị các bạn cùng đón xem những video kế tiếp của Đức Phúc Trần. Xin được chia sẻ với quý vị các bạn những cái tục lệ về ma chay cũng như là cưới hỏi của dân tộc Thái. Chúc chúng ta có một điều tốt lành, niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở video kế tiếp nha.